Dòng chảy phương Bắc 2 chưa đáp ứng yêu cầu của EU, nhận định của chính phủ Đức. Châu Âu siết chặt quản lý các công ty công nghệ lớn. Anh công bố 20 dấu hiệu cảnh báo nhiễm Omicron. Thưa quý vị, Nga đánh giá cuộc đối thoại an ninh giữa Nga và Mỹ diễn ra ngày hôm qua ở Geneva, Thụy Sĩ là một khởi đầu tích cực để hai bên tiếp tục duy trì đối thoại. Tuy nhiên, Moscow cũng cho rằng cuộc đàm phán lần này vẫn chưa mang lại những kết quả cụ thể. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, cuộc đối thoại diễn ra một cách tích cực, thực chất, trực tiếp và cởi mở. Tuy nhiên, Nga vẫn tỏ ra thận trọng khi kết thúc đàm phán mà không đạt được kết quả đột phá. Ông cho rằng tình hình sẽ rõ ràng hơn khi Nga tham gia hai vòng đối thoại khác với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Tổ chức An ninh Hợp tác Châu Âu OSCE. Ngày 10 tháng 1, Nga và Mỹ đã tiến hành cuộc tham vấn về an ninh tại Geneva, Thụy Sĩ trong khuôn khổ đối thoại ổn định chiến lược giữa hai nước. Dù chưa đạt được nhiều đột phá, song hai bên nhất trí sẽ tiếp tục đối thoại. Dự án đường ống dẫn khí dòng chảy phương Bắc 2 vẫn chưa đáp ứng các yêu cầu của Liên minh châu Âu về chứng nhận và quá trình cấp phép sẽ bị đình chỉ cho đến khi nhà điều hành thực hiện các thay đổi. Đây là thông báo từ Bộ Ngoại giao Đức. Phía Đức cho biết, việc cấp giấy chứng nhận dòng chảy phương Bắc 2 có thể đã được hoàn thành trong tháng 1 năm 2022 sau khi tập đoàn điều hành dự án này dự định chỉ thành lập một công ty con tại Đức để quản lý hệ thống đường ống đoạn đi qua lãnh thổ Đức. Việc dòng chảy phương Bắc 2 hoạt động trong tương lai rất có ý nghĩa về mặt địa chính trị, bởi vậy Đức yêu cầu dự án này phải đáp ứng tất cả các yêu cầu trước khi được chứng nhận. Nếu đường ống dẫn khí dòng chảy phương Bắc đi vào vận hành, việc vận chuyển khí đốt sẽ ít bị phụ thuộc hơn vào các bên thứ ba, do đó giảm được giá thành. Liên quan đến đại dịch COVID-19, chính phủ Nhật Bản cho biết có kế hoạch duy trì các hạn chế biên giới nghiêm ngặt, ngăn chặn hầu hết các trường hợp nhập cảnh của công dân nước ngoài cho đến cuối tháng 2. Theo Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, đây là một trong những nỗ lực nhằm ngăn chặn biến thể Omicron trong bối cảnh gia tăng số ca mắc COVID-19 trong nước. Thậm chí ngay cả việc nhập cảnh của vợ hoặc chồng và con cái của công dân Nhật Bản cũng bị từ chối, trừ khi họ ở trong danh sách những trường hợp ngoại lệ đặc biệt. Nước này cũng áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt. Những người tiếp xúc gần với ca nhiễm biến thể Omicron sẽ buộc phải cách ly 14 ngày tại cơ sở lưu trú do chính quyền địa phương chỉ định. Ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới 2022, các ông lớn trong làng công nghệ thế giới đã đón nhận tin không vui. Theo đó, Ủy ban Quốc gia về Thông tin và Quyền tự do của Pháp thông báo phạt hai tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ là Google và Facebook về hành vi sử dụng lịch sử hoạt động của khách hàng, hay còn gọi là các cookie, nhằm phục vụ mục tiêu điều phối thông tin quảng cáo. Hai gã khổng lồ công nghệ Google và Facebook nhận mức phạt lần lượt là 150 triệu euro và 60 triệu euro từ Ủy ban Quốc gia về Thông tin và Quyền tự do Pháp. Đây được xem là con số kỷ lục về trừng phạt nhằm vào các hãng công nghệ mà Ủy ban này từng đưa ra. Lý giải cho mức phạt này, Ủy ban Quốc gia về Thông tin và Quyền tự do Pháp ra thông báo nêu rõ. Họ nhận thấy rằng các trang Facebook.com, Google.frank và YouTube.com đã không cho phép khách hàng thực hiện thao tác từ chối cookie một cách đơn giản, đồng thời yêu cầu Google và Facebook phải điều chỉnh những bất hợp lý trong vòng 3 tháng. Nếu không, mỗi công ty sẽ phải trả khoản tiền phạt 100.000 euro cho một ngày chậm trễ. Trước đó, các hãng công nghệ lớn này cũng đã hứng chịu loạt án phạt nặng từ chính phủ một số nước châu Âu. Tại Nga, một tòa án ở Moscow vừa tuyên án phạt hãng Google 7,2 tỷ rúp, tương đương với 98 triệu đô la Mỹ, vì đã không gỡ bỏ những nội dung không phù hợp với luật pháp của nước Nga. Số tiền phạt tương đương 8% doanh thu hàng năm của Google tại Nga. Và đây là lần đầu tiên Moscow áp dụng mức phạt dựa trên doanh thu hàng năm của doanh nghiệp tại nước này, cũng là một tổn thất đáng kể với Google. Trong năm 2022, không chỉ có Google mà nhiều hãng công nghệ khác đang vào tầm ngắm kiểm soát của chính phủ Nga. Moscow đang xem xét luật quy định các công ty công nghệ nước ngoài như Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Gmail, Google, Amazon phải mở văn phòng đại diện tại Nga. Trong khi đó, tại Italia, mức phạt hàng triệu đô la cũng đã được đưa ra đối với Apple và Google.
cơ quan chống độc quyền của Italia mới đây đã công bố mức phạt 20 triệu euro đối với các hãng công nghệ này vì cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền. Cụ thể, Apple và tập đoàn Amazon bị phạt tổng cộng 200 triệu euro vì có hành vi hạn chế gây bất lợi cho các nhà phân phối sản phẩm của Apple và Beats. Các nhà quảng cáo đã lên tiếng về tính minh bạch trong cách mà Apple theo dõi ứng dụng, ảnh hưởng đến người dùng trên các trang web của bên thứ ba. Cơ quan có thẩm quyền sẽ còn tiếp tục theo dõi vụ việc để đi đến cùng của vấn đề, xác định cụ thể xem Apple có cố tình vi phạm quá mức trong việc xử lý dữ liệu người dùng của hệ sinh thái hay không. Những mức phạt khổng lồ được đưa ra liên tiếp trong bối cảnh gần đây, các nước châu Âu gia tăng kiểm soát và điều tra chống độc quyền đối với các tập đoàn công nghệ. Tháng 11 năm ngoái, Nghị viện châu Âu đã nhất trí về một thỏa thuận áp dụng đối với các công ty công nghệ có giá trị vốn hóa thị trường hơn 90 tỷ đô la nhằm hạn chế hành vi chống cạnh tranh trong nền kinh tế số. Với thỏa thuận mới này, sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định mới của EU. En Normandie, những nỗ lực của EU là cơ hội có 102, đặc biệt những quy tắc minh bạch sẽ cung cấp thông tin quan trọng cho hoạt động của các doanh nghiệp. Giới phân tích và truyền thông nhận định, các nhà lập pháp của lục địa già đã siết chặt quy định đối với các công ty công nghệ trong năm 2021 và chiếc vòng kim cô sẽ còn được siết chặt hơn trong năm nay. Theo đó, trong thời gian tới, rất có thể châu Âu sẽ không còn là nơi đất lành chim đậu đối với các đại gia công nghệ toàn cầu. Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh vừa công bố 20 triệu chứng và dấu hiệu có thể cho thấy một người đã nhiễm biến thể Omicron. Các triệu chứng này giống với cảm lạnh thông thường. Bên cạnh 3 triệu chứng chính là sốt, ho nhiều, mất khứu giác hoặc vị giác, giới chức y tế Anh đã liệt kê một số dấu hiệu phổ biến của người nhiễm Omicron như đau đầu, sổ mũi, mệt mỏi, hắt xì hơi, đau họng, ho nhiều, khản giọng, lạnh hoặc rùng mình, sốt, chóng mặt, rối loạn chức năng nhận thức, giảm khả năng khứu giác, đau mắt, đau cơ bất thường, chán ăn, mất khứu giác, đau tức ngực, sưng huyết, cảm thấy suy sụp. Các triệu chứng như hắt hơi, đau người và mệt mỏi thường nhẹ. Nhưng các chuyên gia kêu gọi mọi người có bất cứ triệu chứng nào như vậy nên xét nghiệm. Đau đầu và sổ mũi là các triệu chứng phổ biến, nhưng có rất nhiều dấu hiệu cảnh báo, ít phổ biến hơn cần chú ý. Chính quyền 7 tỉnh ở Trung Quốc vừa ra thông báo khuyến khích người dân địa phương ở tại chỗ, tránh đi lại vì xuân vận trước Tết Nguyên đán dễ khiến cho dịch bệnh lây lan nhanh. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 gia tăng, đặt ra nhiều thách thức cho công tác chống dịch của nước này. Người dân địa phương tại 7 tỉnh thành phố được khuyến nghị ở tại chỗ tránh về quê ăn Tết, gồm có thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thượng Hải, tỉnh Hà Nam, Thiên Tân, Chiết Giang, Quảng Tây và khu tự trị Nội Mông. Một số thành phố khác cho biết họ sẽ cung cấp các khoản trợ cấp cho người ở lại trong kỳ nghỉ, dao động từ 500 đến 1.000 nhân dân tệ, trong bối cảnh sắp diễn ra Thế vận hội mùa đông năm 2022 ở thủ đô Bắc Kinh. CDC Bắc Kinh đang khuyến khích người dân địa phương ở tại chỗ và làm việc đi lại không cần thiết để bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của người dân trong cả kỳ nghỉ. Chính phủ Singapore mới đây đã điều chỉnh chính sách hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19. Theo đó, có hai nhóm sẽ không được hỗ trợ hoàn toàn phí điều trị. Hai nhóm được chính phủ Singapore hỗ trợ cho chi phí điều trị COVID-19 gồm những người trên 12 tuổi nhưng chưa tiêm phòng COVID-19 tự nguyện và những người trên 18 tuổi chưa tiêm mũi tăng cường trong 9 tháng. Giới chức y tế Singapore cho biết đã có đầy đủ bằng chứng cho thấy vaccine có thể giúp giảm nguy cơ bệnh nặng và tử vong. Vì vậy, những người từ 12 tuổi trở lên hoàn toàn nhận thức được rằng nếu không tiêm chủng và phải nhập viện sẽ tốn kém chi phí, gây quá tải cho hệ thống y tế. Tính trung bình, chi phí điều trị cho một bệnh nhân COVID-19 thể nặng vừa cần điều trị tích cực, vừa cần thuốc điều trị COVID-19 là gần 19.000 đô la Mỹ. Nếu đủ điều kiện được hưởng các gói hỗ trợ của chính phủ và chính sách bảo hiểm thì mức chi phí này có thể giảm xuống còn 1.000 đến 2.000 đô la Mỹ. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin GMT của 7 tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.